Thưa quý vị, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, theo quyết định số 24, giá điện sẽ được xem xét điều chỉnh tăng khi có thay đổi của các yếu tố đầu vào biến động làm giá bán lẻ bình quân tăng từ 3% trở lên so với mức giá bán lẻ bình quân hiện hành. Thời gian điều chỉnh giá điện ít nhất là 6 tháng kể từ lần đầu tiên điều chỉnh giá điện gần nhất. Thời gian gần đây có nhiều ý kiến về việc chỉnh giá điện được thực hiện như thế nào và có hay không giá điện sắp tăng trong thời gian tới. Cục Điều tiết Điện lực cho biết, cơ chế giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công Thương thực hiện theo quy định tại quyết định số 24 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, giá bán lẻ điện lực được Bộ Công Thương xây dựng thông qua các yếu tố đầu vào, các chi phí theo chuỗi dây chuyền sản xuất cung ứng điện từ phát điện, truyền tải điện, phân phối bán lẻ điện. Hiện dự thảo quy hoạch điện 8 đang được Bộ Công Thương trình Chính phủ xem xét và dự kiến thông qua trong thời gian tới. Trong đó đã nói đến quy hoạch phát triển hệ thống điện trong thời gian tới cũng như giải pháp phát triển lưới điện truyền tải, hệ thống phân phối.